như con Kata thôi, chả hơn con Kata. Còn cung Babylon so với cung Hit thì tất nhiên là cung Baby ở thế cửa dưới rồi. Vâng, Tránh Cường Alexander nhé. Chào Tuấn Tiền Nẻ nhé. Cảm giác hôm nay phong độ rẻ cũng không tốt đâu. Khá là gãy. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Bài đấu cầm Miwan. Nếu Miwan đánh được cung A2 áo thì nó là một con quân mạnh, cực kỳ mạnh, bám la luôn. Vì bản đồ nhỏ, việc di chuyển của cung A đến nhà đối phương cũng không tốn nhiều thời gian. Và Miwan ở bám la nó rất bá. Nếu là con Miwan đánh chèm thì tác dụng của nó sẽ không được như con Miwan đánh cung. Nó sẽ cùng chờ xem, chim sẻ thì nhà gọi là có tí thế rồi đấy. Nhà là có tí thế rồi đấy. Hai cánh rừng rồi, ba cánh rừng rồi. Nó sẽ cùng chờ xem quyết định đưa ra bởi các game thủ sẽ là như thế nào. Liệu Baby đánh chém cho Miwan đánh cung, hay sẽ là một bài Miwan vẫn sẽ đánh chém bình thường để cho Babylon đánh cung? Sẽ dò và gặp sư tử rất nhiều luôn. Khá là may bởi vì toàn là những tình huống gặp một con sư tử đứng một mình, chứ không phải là những pha gặp hai sư tử. Gặp hai sư tử thì con dân rời chết, trừ khi là một tình huống đứng mép dốc. Cũng có thể ngày hôm nay là một ngày không đẹp trời đến từ cả cặp đôi chim và đến từ cả chim sẻ và game thủ Lâm Xúc Kiều. Và chúng ta liên tiếp gặp phải những trận thi đấu mà map nó cũng không được ưng, và bên phía đội bạn thì map lại rất là đẹp. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được tài năng cũng như là cái khả năng đánh đến từ cặp đôi Quýt và game thủ Lâm Xúc Kiều. Này thì Quýt và Thầu cũng chứng tỏ một cái phong độ khá là khủng khiếp. Vâng, cầm bài đẹp là đánh cực phũ luôn, đặc biệt là Thầu. Này Thầu có rất nhiều trận đột biến và thắng cánh trước game thủ chim sẻ rất nhiều luôn. Cái tín hiệu mừng bởi vì trong cộng đồng chúng ta vẫn còn rất nhiều game thủ có khả năng đánh đế chế tốt, đáng xem. Và hy vọng rằng Thầu cũng như là Quýt sẽ luôn luôn giữ được cái phong độ này để khán giả sẽ có thêm nhiều trận thi đấu hay để theo dõi. Sẽ đã câu được 3/4 con voi đầu tiên của mình về rồi. Và con voi thứ 5. Con voi này sao nó còn ít máu thế? Con voi này làm câu lỗi à? Hình như là làm câu lỗi gì, còn tí máu này. Thôi rồi, anh xin. Đang cần con voi. Vâng, bài 5 voi về nhà chính, 5 voi 7 hiêu. Đánh 27 dân. À, ngà sẻ sẽ quyết định là đánh cung trận đấu này rồi. Vâng, cung A2S. Vâng, Hitty thì nói chung là nếu mà Hitty bên phía bạn đánh cung thì Hitty thì chả bao giờ ngán cung A-Miwan cả. Không hề ngán cung A-Miwan luôn. Thậm chí nhà A của chim sẻ đang phải xây ở một cái thế dưới dốc. Rất khó để sẻ có thể trèo được lên dốc để đóng A ở trong trận đấu này, bởi vì còn phải mo nhà. Bắt buộc phải đóng A dưới dốc rồi. Chứ tất nhiên các ai đánh cung chả muốn xây A ở trên, đúng không anh em? Đó là mặc định rồi, đó là gọi là lý thuyết rồi. Đánh cung là phải xây nhà trên dốc. Cơ bản là mình phải bo nhà nữa, nên là không thể nào mà đánh đẹp dai đến mức bây giờ không bo bế gì mà xây A lên trên dốc. Không khác gì anh mời em chơi, anh ấy muốn thấy nụ cười dọc của em. Oh.
Và con cung tê của chim sẻ càng cung chim sẻ thủ được cái tên chọc giò đầu tiên của đối phương. Con giò không có nhiều sát thương đến từ màu 6 cái thủ tiểu bàn thầu. Trận đấu thầu cầm chém lùi ra tha rồi. Sẽ có bổ sung một con tê khác sau khi đã chết mất con tê đầu. Còn bây giờ thì có lẽ ủi dồi ôi nhanh. Nhanh tay lên em ơi, nó lên 3 một lúc rồi. Ký tiết chưa? Vào nhà rất rộng luôn. Và con lạc đà của đối phương đến. Sói tham thấy rất mình cái thủ tiệm ăn thâu nhảy vạch tới 3 từ rất lâu rồi. Và bây giờ thì đang rất cần gỗ để tăng A sóc quân. Sẽ đang cơ cấu được khoanh ruộng khá là to rồi. Màn hình máy Babylon 2L đi vào hit, đúng rồi, phải đi hit, hit chưa của bánh xe. Ở tươi đấy. Hit chưa của bánh xe, tơ này làm đi được là tươi đấy. Đi cung nhá, đi được cung là tốt. Đi được cung là cực kỳ tươi luôn. Mang hết lạc đà lên và đi cung em ơi, không cho cung một con hit đi cung là được. Màn hình máy của cái thủ chính sẻ đang bị ca tha mài. Những cái thế này thì mình nghĩ là sẻ vẫn có thể thủ tươi rồi. Vâng, làm bằng mọi giá phải cầm chân được Hitty, không cho Hitty đi cung cờ thì chúng ta mới có điều kiện thắng ở trong trận đấu này. Và làm đang có khá đông lạc đà để cho cung cờ sang phối hợp cùng với tiểu bản thầu công là một mình chim sẻ sẽ không đỡ được. Có cung A3 lỗ bắn rồi. Cung A2 áo luôn rồi. Đấy thầu vài tiếp đi em. Rồi lạc đà nhìn cung A chạy mất dép. Bây giờ có cung G đến. Bảo nào rồi. Để con cung G đến thì nó khác đây. Sao đơn giản như thế mà không nghĩ ra nhở. Đi A thằng hit đi không cho nó đẩy cung. Thì sẽ mới thủ được. Bây giờ để cung hit nó đứng ở trên con dốc trên này nó tưới xuống rất đau. Rồi bắn được con phù thủy rồi. Bây giờ thì lạc đà kéo sang. Lạc đà kéo sang thì đối phương họ đang có phù đây. Sẽ cần phải bắn phù cho Lam. Cung hit không quá đông. Sẽ vẫn đang ổn. Nói chung là bị hai nhà ốp nhưng vẫn đỡ được mà vẫn chưa bị lủng ở nhà. Và về tầm xa của những con mì hoàn nó sẽ phát huy tác dụng là bắn xa hơn so với cung cờ của Hitty. Mà định máy cái thủ lắp xuống kia tham này là ba sọi. Cố gắng lên. Thế trận này làm đang có rất trâu lạc đà, rất đông lạc đà. Đối phương họ sang lấy tham rồi, chạy tất, chạy đi. Bò cái gì nữa, có nó có cung ở đây rồi, bò cái gì nữa. Nhìn thì cung lốp, hai thằng lốp rồi thì chủ động bấm té luôn đi chứ còn chờ đợi cái gì. Đóng nhà cứng vào. Nếu không đóng được nhà cứng ở khu vực khe giữa hai nhà thì cần phải có cung ma của chim sẻ sang đây. Chỉ cần phải có cả cung A của sẻ sang đây. Rồi, đóng cái BB nữa, rồi đem cái E đi. Rồi, cái BA luôn, hợp lý rồi. Rồi, phải bo thật cứng mặt này. Mặt này là mặt yếu nhà của sẻ. Thằng này 29 trên 40. Rồi, dân chạy một vòng và vẫn đang giữ ra tốt. Kìa, bị phải E. Bị phải E ơi, chú ý một tí. Cuối cùng hit là bắn nhanh lắm, chạy đi. Chạy đi. Thảm sát. Tham lan tụt xuống còn 19 trên chục phần dân tuần vừa rồi. Đau, điếng thật. Mà đánh máy nhân vụ chúng sẽ tham lan 7 sọi sẽ đẩy quân luôn. Chính xác thì là đẩy quân cao lên thôi. Mình nghĩ là tuần này mới đang chỉ là đẩy quân cao lên thôi. Sẽ có lẽ là cũng chưa dám đẩy tất tay đâu.
Nam có lạc đà đi cùng nữa. Tham Lai vẫn đang gọi là cân thôi. Bên kia người ta hai nhà khỏe nguyên, bên một trong hai nhà đã yếu. Cung Nga Mi Đoàn là quân có khả năng cân bản đồ. Sẽ tăng A liên tục. Kiếm đã ôm được. Lạc đà của Lạc đâu. Đau quá. Lạc đà lên chém chém đi, bảo kê Cung A đi. Đây rồi, ăn được rất nhiều chém đối phương. Và cả Cung Đường của Cung A nữa. Tên này Lạc sẽ nhiều Lạc đà. Sau tên này thì Nam sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể gom lại được một số lượng lạc đà đông như vừa nãy. Thường thì họ đang giành được liên tục, thì của cái Nam cũng đang rất khỏe. Và anh ta lên chuộng một chút và lực khỏe và đang rất giàu. Hai tụt xuống 58 với tụt trẻ, và từ này có lẽ là vẫn đỡ được rồi. Đây là khu vực sân nhà và tốc độ lở thang của Phương Vào là cực kỳ nhanh. Chỉ 30 giây so với mức R là 40 giây. Có chém đảo thì đảo thấy một hai con chém rồi, đang tạo ra sự khác biệt. Và 1000 gỗ. Tiếp tục trèo lên dốc. Và cứ như thế này thì bao giờ chúng ta mới gom đủ được Cung A để đẩy đây anh em. Còn sang kích ruộng thứ hai rồi, sẽ ra rất là nhiều ruộng. Nhưng mà lấy cái đánh như thế này thì bao giờ mình mới gom đủ được Cung A để đẩy ngược. Còn vừa rồi thì thiệt hại dành cho cả hai bên, nên các bạn họ cũng mất rất là nhiều quân ở trong ba đấu quân vừa rồi. Sẽ tiêu 1000 gỗ rất nhanh, nhọn cái hết. Và bớt lại 57 con ở đây cho chắc. Khá là căng, trận cực căng luôn. Chúng ta vẫn nên nhớ rằng bên kia hai người vẫn đang khỏe quên. Nam là 18 thôi, lại mất đạo dân ở nhà. Nhưng việc có được khoánh ruộng cũng ổn. Ở đây rồi, Nam như có tên đọt đau này. Tham Lai đang đè xuống này, chim sẻ đang lở tham ra cực kỳ to ở trên bản đồ này. Đó là cái lợi của những con Cung A. Tốc độ lở tham của Cung A nó nhanh hơn so với Cung G rất nhiều. Và dường như là cũng đã có một tình huống lọt nhà nào đấy. Dường như là đã có một tình huống lọt nhà nào đấy vào nhà của Cung A rồi không? Ui, giờ này sao lại Cung A lại tách ra thế này. Cẩn thận em ơi. Bắt Cung A là chết đi. Mất tự nhiên mất hơn chục con Cung A. Đau. Một pha đi quân khá là hớ hênh đến từ cái tủ chim sẻ. Cái tủ sẻ phải kéo toàn bộ quân của mình về nữa. Đối phương họ đang tiếp tục ốp. Cung A đang bắn cực kỳ rát. Cung A làm sao đẩy cũng muốn trong tay cái tủ chim sẻ. Tất nhiên sẻ đầy Cung A rất chắc. Có đôi khi ai cũng vậy thôi, nó cũng sẽ phải có những cái tình huống sơ sẩy. Và vừa rồi là một trong những pha sơ sẩy của cái tủ chim sẻ và để bắt mất khoảng hơn chục con Cung A. Có bãi vàng này nhưng không ăn được. Bài Cung Mi Hoàng của sẻ chỉ có hai bãi vàng thôi nhá, cần phải giải quyết trận đấu sớm. Vâng, hơn tầm xa, lùi vào trong rồi bắn ra. Bên kia họ đang chém đảo, mặc dù Tham Lai chia sẻ to nhất bản đồ nhưng bên kia đang là hai người đánh. Còn xuất kêu bên mình Tham Lai là 23. Liệu em có móc máy được vào nhà của Hắc Bố Ba nữa không? Bạn nào vẫn đang tìm cách tìm đường đục đẽo móc máy vào nhà đối phương. Nam bật cái đảo vàng lên, ăn vàng đi. Đây lại là cơ hội dành cho Nam skill này. Tranh thủ cái thời điểm mà đối phương họ đang đấu quân cùng với chim sẻ thì Nam cần phải có những cái pha áp lực như là lọt vào nhà của đối phương. Đồng chém thế. Rất đồng chém luôn.
chậm rãi, tiến công một cách chậm rãi, không nhanh được anh em, không thể nhanh được, nhanh là hỏng hết bánh kẹo này. Một trăm ba mươi bốn rồi, vẫn đang bị quấy. Ta thấy đang ăn vàng từ nãy giờ, thống liên tục khai thác ở bãi vàng này. Bây giờ thì đốt hết L của Kata. Kata trong tay Tiểu Mãn Thầu sau tên này là sẽ yếu, sẽ mất cả cơ sở và mất cả quân. Nam Sukiu thì vẫn đang hành lạc trong nhà màu vàng, như là vừa bị bắt hết lạc đà rồi. Rồi quyết định sai. Chúc mừng cặp đôi chim sẻ và Kim Thủ Nam Sukiu đã giành được chiến thắng ở trong trận đấu này. Khá là căng thẳng anh em ạ. Vâng, sẽ có một bài cơ cấu cung A thực sự đẹp. Vâng,